Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, Mercedes-Benz C250 Exclusive 2018 là chiếc xe sedan 5 chỗ thiết kế sang trọng đẳng cấp. Nó được xem như là phiên bản Mercedes S-Class thu nhỏ với đầy đủ trang thiết bị tiện nghi và hệ thống an toàn hàng đầu của Mercedes. Mercedes C250 Exclusive 2018 được thiết kế theo phong cách lịch lãm, sang trọng, rất phù hợp với các khách hàng trung niên. Những người trẻ yêu thích sự cổ điển. Nó có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4686, 1810, 1442mm. Đây là kích thước tổng thể được đánh giá là khá lớn so với các đối thủ cùng phân khúc trên thị trường. Phần đầu xe Mercedes C250 Exclusive 2018 được thiết kế theo phong cách cổ điển với logo Mercedes được đặt phía trên nắp capo kết hợp với lưới tản nhiệt ba nan có thể đóng mở lại được. Hệ thống đèn LED thông minh được thiết kế lịch lãm đi cùng với đó là các hốc gió ở cản trước phía dưới được thiết kế rộng làm cho chiếc xe thêm phần cổ điển và lịch lãm hơn. Bên hông Mercedes C250 Exclusive 2018 với điểm nhấn mâm xe 18 inch, đa chấu, thiết kế lịch lãm. Trên cửa hông xe được tô điểm thêm các viền chỉ mạ chrome kéo dài từ trước ra sau và các đường viền mạ chrome ở xung quanh cửa xe. Gương chiếu hậu Mercedes C250 Exclusive 2018 cũng được thiết kế to hơn với những đường cong mềm mại. Nó có khả năng chống chói tự động, chỉnh điện và gập điện, trên gương tích hợp đèn báo rẽ. Đuôi xe Mercedes C250 Exclusive 2018 thiết kế lịch lãm. Nhìn từ xa chúng ta khó phân biệt được sự khác nhau giữa nó với các dòng Mercedes S-Class. Cụm đèn đuôi có kích thước lớn, sử dụng công nghệ LED với cụm đèn phanh thứ 3 trên cao cũng sử dụng công nghệ LED. Cản trước, cản sau, chụp ống xả trên xe đều được mạ chrome sáng bóng. Cốp sau Mercedes C250 Exclusive 2018 thiết kế rộng rãi, thoải mái. Với hàng ghế sau có thể gập xuống được nên diện tích của khoang hành lý có thể tăng lên đáng kể khi khách hàng có nhu cầu mang theo hành lý nhiều và cồng kềnh. Nội thất Mercedes C250 Exclusive 2018 được thiết kế theo phong cách sang trọng, lịch lãm. Hướng đến những khách hàng trung niên hay những người thích phong cách cổ điển. Nội thất xe sử dụng các chất liệu chủ đạo như da, gỗ, nhôm để trang trí tổng thể nội thất xe. Bảng táp lô C250 Exclusive 2018 được thiết kế khá nổi bật với một màn hình màu TFT 7 inch và các cánh cửa gió của hệ thống điều hòa được thiết kế giống như các cánh quạt của một chiếc máy bay. So với Mercedes C200 2019, Mercedes C250 Exclusive 2018 trang bị cửa sổ trời phía trước và có thêm hệ thống âm thanh vòm Buckminster, 13 loa có công suất 590W. Đây là hệ thống âm thanh hàng đầu của Đức hiện nay. Mercedes C250 Exclusive 2018 được trang bị hệ thống E, Balance với bộ lọc không khí cao cấp, chức năng ion hóa oxy và tạo hương thơm thông minh. Đây là một tính năng chỉ có duy nhất mình nó có trong các dòng xe Mercedes C-Class lắp ráp ở thị trường Việt Nam. Bang sau Mercedes C250 Exclusive 2018 được thiết kế rộng rãi, thoải mái với một hệ thống dàn lạnh phía sau. Nó giúp người ngồi sau có thể thoải mái với những chuyến đi dài. Mercedes C250 Exclusive 2018 sử dụng hệ thống giải trí và các tiện ích tiên tiến nhất như hệ thống âm thanh với đầu đọc CD, màn hình màu TFT 7 inch, bộ thu sóng phát thanh, kết nối Bluetooth, trình duyệt Internet, hệ thống touchpad điều khiển cảm ứng trên bệ trung tâm, hệ thống dẫn đường và định vị vệ tinh toàn cầu GPS. Bên cạnh đó, Mercedes C250 Exclusive 2018 còn được trang bị một loạt các tính năng an toàn hàng đầu cũng như các công nghệ mới nhất của Mercedes như camera lùi hỗ trợ người lái quan sát phía sau khi lùi đỗ xe, cần điều khiển điện Direct Select ở phía sau tay lái, chức năng Eco Start, Stop tự động ngắt động cơ khi xe tạm dừng giúp giảm thiểu việc tiêu hao nhiên liệu và khí xả, hệ thống hỗ trợ việc đỗ xe chủ động, tích hợp Patronic dò tìm không gian để đỗ xe phù hợp, cụm đèn trước công nghệ LED toàn phần, phanh tay điều khiển điện cùng với các chức năng nhả phanh thông minh, túi khí ở phía trước, bên hông, cửa sổ và phía sau, cần gạt nước mưa với cảm biến mưa tự động. Mercedes C250 Exclusive 2018 sử dụng động cơ 4 máy, dung tích 2.0 lít kết hợp với turbo tăng áp cho công suất cực đại 211 HP tại vòng tua 5.500 vòng trên phút và mô men cực đại là 350 nanomet tại 1.200 đến 4.000 vòng trên phút. Mercedes C250 Exclusive 2018 chỉ mất 6,5 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h và đạt được tốc độ tối đa lên đến 250 km/h. Cùng với việc sử dụng hộp số tự động 9 cấp và dẫn động cầu sau,
nó làm cho khả năng vận hành của chiếc xe trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Những gì mà Mercedes-Benz đã thể hiện trên chiếc C250 Exclusive 2018 nói riêng, cũng như dòng xe C-Class nói chung tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc sedan cỡ nhỏ hạng sang tại thị trường Việt Nam. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Mercedes-Benz C250 Exclusive. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, chiếc xe đã lăn bánh được 38.000 mai. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá 1.330.000.000 đồng. Chúng tôi vẫn bán trả góp, có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị xe trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh chóng đơn giản. Chỉ từ 3 đến 5 ngày là quý vị và các bạn đã được nhận xe. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.